Bún phở review xin chào tất cả các bạn. Đi một ngày đàng, tốn trăm ngàn trà sữa. Vì thế, anh nhỏ cố gắng rủ tụi bạn báo thủ của mình đi đến một nơi chẳng hề tốn kém, chính là đại dương bao la này. Ngày hôm nay, họ quyết tâm phải săn tìm được một siêu phẩm vừa ngon miệng lại ngon mắt để tự thưởng cho bản thân sau những ngày vật lộn với nóc nhà. Ra đến đây rồi mới thấy, ngắm cảnh thôi cũng quá đủ rồi, ấy vậy mà mồi ngon thì nhan nhản khắp nơi, thì đôi khi su cà na một chút như này. Chú em sẵn sàng làm mực một nắng rồi đấy à? Anh nhỏ hôm nay có vẻ rất được lòng tụi mực, hết con này đến con khác cứ thế đâm sầm vào lưỡi câu của anh. Vì quá dễ dàng nên anh nhỏ lại không màng đến nó nữa, tiếp tục lái mô tô đi đến một vùng xa hơn, thách thức bản thân với những món ăn đỉnh hơn nữa. Chúng ta cùng chờ xem chuyến lặn này của anh liệu có thể mang đến thứ gì ưng ý không nhé. Phía dưới cá nhiều vô kể, nhưng thứ anh quan tâm ở trong hốc đá kia. Con tôm hùm lao nhanh vun vút, nhưng là dấu hiệu cho thấy anh chọn đúng nơi rồi đấy, chắc chắn tụi tôm ở đây khá nhiều, sau một hồi vật lộn. Anh lôi lên được một con tôm cụ thật đấy, nó to lớn vô cùng, chỉ cần quẫy đuôi thôi đã làm anh quay cuồng luôn rồi. Đưa nó cho người bạn, anh lại tiếp tục chuyến đi săn của mình, đi đông thì mồi phải nhiều, với sự vây bắt của báo thủ đồng hành, họ có được con thứ hai rồi kia. Không chỉ tôm hùm, mà ngay cả cá ở đây cũng như đột biến vậy, to lớn và nổi bật vô cùng, liệu có nên vác thêm quả giáo phóng lợn mà cải thiện thêm bữa ăn hơn nữa không nhỉ? Úi xem kìa, có thêm một con tôm khác đang chơi trò ú oà, nhưng xin lỗi anh đây không phải mono, dù anh nhỏ nhưng dư sức để cọ sát với chú em đấy. Sau thời gian đi săn đầy may mắn và thành công ngoài mong đợi, anh hoàn toàn yên tâm thư giãn, mang cây cần trong quần ra mà giải trí với mấy con cá tươi ngon phía dưới. Sau một lúc quay tay kịch liệt, anh kéo lên được một con cá ánh vàng rực rỡ, nhưng hơi bé nhỉ. Anh chỉ thích những thứ vừa to vừa tròn cơ. Lần thứ hai cần của anh căng lên, chắc hẳn phải là một kết quả ưng ý đấy. Bạn đoán con cá này sẽ nặng bao nhiêu nhỉ? Trông quả cần cong vút cực kỳ chất lượng. Và đôi bàn tay anh đang không ngừng vật vã quay lia lịa là đủ biết con cá này khỏe đến mức nào rồi, bóng dáng lấp ló kia rồi. Dù đã sát bên cạnh, con cá vẫn ngoan cố bỏ chạy, thậm chí còn vùng vẫy không ngừng khi bị ép đưa lên một nơi lạ lẫm, to lớn thật sự luôn ấy. Cùng giống với con ban nãy, nhưng kích thước đúng là vượt trội, vì thế anh nhỏ yêu ái giữ em nó lại, chắc chắn sẽ là món siêu ngon đấy. Lái như bay vào bờ, cả hội báo thủ đã sẵn sàng cho một bữa tiệc khổng lồ, nhìn vào thùng hải sản uy tín này là đủ để thèm rỏ rãi rồi đấy nhỉ. Con nào con nấy bự tổ chẳng, bạn xem kích thước này, thịt chắc chắn là cắn ngập răng luôn đấy, anh nhỏ cõng con cua trên tấm lưng dày trịch của mình. Mực trắng mút, đỉnh thật, anh bạn còn san sẻ chút thành quả này cho chú cua phía dưới nữa chứ, anh nhỏ với khả năng bếp núc thành thạo của mình, sẽ phụ trách món tôm hùm đắt giá. Với con dao nhỏ và chút thủ thuật, anh dễ dàng tách được đầu tôm ra ngoài, dưới lớp vỏ siêu dày kia là phần thịt tôm trắng mút nuột nạt, chu choa, nó ngon kinh khủng luôn ấy. Cho thịt tôm vào hộp rồi quay tay 69 vòng, cả tôm và mực đều được lớp một phần bột phía ngoài, đến đây là bạn đã biết họ sẽ có món gì cho hôm nay rồi chứ. Chờ đến lúc dầu rán nóng lên, anh nhỏ trực tiếp phụ trách việc cho bữa ăn của họ vào chảo, tiếng xèo xèo cực kỳ kích thích vang lên. Chỉ giây sau, cả một chảo đầy những miếng tươi ngon vàng rụng kìa, rán đến đâu ăn đến đó, cực kỳ tươi ngon mọng nước và nóng giòn, hương vị đúng là hoàn mỹ. Mực tươi luôn có một độ ngọt hấp dẫn vô cùng, ăn ngay cho nóng nên anh nhỏ bắt đầu cho một hàng những miếng cá ngon lên phần vỏ bánh, thêm chút sốt nữa rồi cuộn lại. Nhức nách các bạn ạ, ngon thật đấy, hòa mình vào thiên nhiên, rồi tận hưởng chính thành quả mà bản thân thu được, đúng là một cảm giác rất tuyệt vời. Các bạn có muốn thử một lần được trải qua bữa ăn đỉnh như thế này không? Trước mắt chúng ta là một loài sinh vật cực kỳ kinh dị, bún đã nghĩ nó ở ngoài hành tinh bởi sự kỳ dị của mình. Nó lại đang không ngừng nhè ra vài món chất thải tởm lợm và hôi hám vô cùng. Bạn có biết đó là gì không? Cùng tìm hiểu về nó trong video ngày hôm nay nhé! Anh vua lì đòn đang có mặt ở một bãi bùn rộng lớn, nơi tràn đầy phù sa bởi thủy triều lắng đọng trong thời gian dài. Nhìn hoang dã thế thôi, chứ là ngôi nhà của đủ loài sinh vật thú vị đấy. Và người đàn ông này đã làm nghề hàng chục năm ở nơi này, thu thập loài sinh vật đáng sợ mà chúng ta đã trông thấy ban nãy. Dụng cụ khá đơn giản, chỉ cần dùng chiếc cào này để đào bùn. Tuy nhiên, môi trường đầy bùn đất này là thách thức, mới đi được một đoạn mà anh nhỏ đã bắt đầu thở hổn hển rồi. Đã thế, lỡ chẳng may bị ngã, thì còn chẳng có nước mà rửa tay cơ, khó chịu thật sự. Theo kinh nghiệm của bản thân, ông lão khăn đỏ cho rằng đây là vị trí thuận lợi để bắt đầu tìm kiếm. Loài sinh vật ngoài hành tinh thường sinh sống ở đây, không phải là con giun dài thượt này, mà nó sẽ to lớn và kinh dị hơn nhiều. Nhìn ông lão làm mới đơn giản làm sao, ấy vậy mà anh lì đòn đã bắt đầu muốn bỏ cuộc rồi, nhọc VL các bạn ạ, bàn chân anh bắt đầu đau, và lưng cũng mỏi vô cùng.
Tuy nhiên đang là thanh niên trai tráng lại để thua ông lão thì xấu hổ quá. Cuối cùng thì thành quả đầu tiên của anh đã xuất hiện. Đây là con giun máu. Cực kỳ có giá trị kinh tế, trông nó tởm lợm nhỉ. Có được con khởi đầu, nên anh lì đòn hào hứng vô cùng, miệng ca hát, tay không ngừng bát ngát bao la, rồi cũng va vào con tiếp theo. Sau khi vật lộn chày chật mãi, đến khi dã rời, họ cũng quyết định quay trở về nơi có thể quan sát kỹ hơn loài sinh vật này. Anh rửa sạch lớp bùn nhão đang bám chặt quanh mấy con giun máu, từng con một hiện rõ dáng vẻ của mình, càng nhìn gần càng thấy kinh dị. Đây là loài giun cắt, những cái chân nhỏ không ngừng ngo ngoe, vì chúng phải dùng nó để đào sâu xuống cắt, và cả khi bơi trong nước. Trên body có rất nhiều nếp gấp, chứng tỏ chúng có thể giãn căng cơ thể siêu dài này ra. Quay trở lại với giun máu, anh đổ cả nùi ra tay. Chúng có mùi bùn đặc trưng, không ngừng chuyển động trên tay anh. Anh lựa ra những con lớn nhất, rồi tiếp tục so sánh, để chọn ra bé nào chiến thắng trong cuộc so sánh kích cỡ này, và đây chính là nhà vô địch. Anh là người yêu thích những thứ vừa to vừa dài mà con giun đột ngột phóng ra một chiếc vòi dài từ thân của mình, trông khá kinh. Nếu xem kỹ hơn, bạn có thể nhìn thấy bốn cái răng nanh nữa cơ, nó phụt ra rất nhanh, rồi thu về trong chớp mắt. Chúng rất giỏi len lỏi trong bùn, tìm kiếm những sinh vật giáp xác hoặc không xương sống để làm mồi. Với bốn răng nanh, chúng cắm phập vào con mồi, khiến chúng tê liệt rồi nhanh chóng tận hưởng, vẻ ngoài của chúng cũng có một màu tím hồng rờn rợn. Bạn thấy phía dưới có màu sẫm hơn không? Bởi vì trong những con giun này thực sự có màu đỏ thẫm, với lớp da trong mờ, có thể nhìn được màu sắc đó. Lý do chúng được gọi là giun máu chắc cũng vì thế, khi đặt lên tay, con giun dần co lại để tự vệ, đầu nhọn đang dương lên là xúc giác để chúng khám phá và cảm nhận môi trường xung quanh. Đang chăm chú, đột nhiên cái xúc tu phóng ra, hú hồn, kinh dị vãi nổi, đến anh lì đòn còn bị dọa sợ, bún xém rớt tim rồi đấy. Má ơi, sau đó, nó còn không ngừng phun ra chất thải nữa chứ, ị ngay trên tay anh dúi luôn, tởm lợm thì nhất, cái mùi không ưa nổi. Cũng giống như giun đất, nếu bị cắt đôi, chúng vẫn có thể tái sinh bộ phận của cơ thể. Ôi trời, nó thật sự đã đớp anh một cú. Không đau đớn, nhưng hơi ngứa ngáy đấy nhé. Thật sự bất ngờ, hóa ra chúng không chỉ tấn công sinh vật nhỏ, mà còn sẵn sàng với những khứa to xác hơn. Bạn đã bao giờ nghe nói về loài sinh vật này chưa? Đây là lần đầu tiên bún nhìn thấy chúng đấy, có chút kinh tởm, nhưng không thể phủ nhận rằng chúng khá thú vị phải không? Thế giới vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn mà bản thân chúng ta chưa biết đến, và bún yêu thế giới đầy bất ngờ đó, bởi sẽ có rất nhiều điều đáng để học hỏi. Với sự liều lĩnh của anh lì đòn, khi thấy anh vẫn sống sau những video đầy liều lĩnh, bún luôn rất vui và hào hứng chào đón những video mới. Bạn có muốn xem nhiều video hơn của anh ta không? Comment xuống dưới cho bún biết với nhé! Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành và theo dõi đến cuối video, bún phở rất biết ơn về điều đó. Và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh trong những video tiếp theo nha. Bún phở yêu tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.